Chương trình sẽ là cặp thí sinh số báo danh 66C Nguyễn Ngọc Mai và thí sinh số báo danh 76C Trần Lê Thành Trung. Nguyễn Ngọc Mai tới từ Hà Nội sẽ thể hiện bản nhạc Sonat Opus 36 số 6 Clementi, và Trần Lê Thành Trung sẽ thể hiện tác phẩm Chorale Rondo. Nguyễn Ngọc Mai số báo danh 66C sẽ là người thể hiện tác phẩm của mình trước. Xin mời hai bạn tiến lại đàn để chuẩn bị cho phần dự thi của mình. Thank you.